Quản Trọng Nghĩa chạy sâu, vừa tập trung đội tuyển vừa đánh giải bóng chuyền hạng A. Tưởng chừng việc Quản Trọng Nghĩa lên tuyển thì mọi việc rắc rối đã khép lại. Tuy nhiên, việc anh phải thi đấu ở giải hạng A vẫn hiển hiện. Vào ngày 5 tháng 4, thành viên cuối cùng của đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam là Quản Trọng Nghĩa đã tới với Ninh Bình tập trung cùng các đồng đội. Những tưởng chàng hot boy sinh năm 1997 cứ thế tập luyện cùng với đội tuyển trước khi lên đường tham dự SEA Games 32. Nhưng thực tế, mọi thứ không thuận lợi như vậy. Phía đơn vị chủ quản của chàng trai người Phú Thọ tiết lộ đã cho phép Quản Trọng Nghĩa lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Nhưng tới trước thời điểm diễn ra giải hạng A, vào ngày 9 tháng 4, cầu thủ này vẫn phải lên Thái Nguyên thi đấu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Huấn luyện viên Trần Đình Tiến cho biết, về trường hợp của Quản Trọng Nghĩa, vẫn phải làm nhiệm vụ cho màu áo của đơn vị chủ quản. Đó là trường hợp mà tôi rất tiếc. Đối với tôi, Quản Trọng Nghĩa có vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là chủ công truyền một tốt. Ở vị trí này, đội tuyển đang gặp khó khăn mà lại có rất ít người thay thế. Tôi vẫn hy vọng Quản Trọng Nghĩa sớm tập trung cùng đội tuyển. Phía đội tuyển đã trao đổi với cơ quan chủ quản. Chúng tôi rất mong muốn đơn vị chủ quản tạo điều kiện hết mức để Nghĩa làm nhiệm vụ quốc gia. Rất cảm thông với nhiệm vụ của học trò trong màu áo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, huấn luyện viên của đội tuyển Nam bóng chuyền Việt Nam cho biết vẫn có thể để Quản Trọng Nghĩa lên Thái Nguyên thi đấu những trận đấu quan trọng. Đối với vận động viên các câu lạc bộ, Quản Trọng Nghĩa hay bất cứ cầu thủ nào cũng vậy, liên đoàn sẽ trao đổi với các câu lạc bộ để tạo điều kiện ưu tiên cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những câu lạc bộ có nhiệm vụ riêng, phía liên đoàn cũng chỉ trao đổi thôi. Còn quyền sử dụng vận động viên như thế nào, mục tiêu nhiệm vụ ra sao vẫn từ phía câu lạc bộ quyết định. Phía liên đoàn đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và cũng có trao đổi làm sao cho phù hợp, hài hòa cũng như giữ gìn cho Quản Trọng Nghĩa để thực hiện nhiệm vụ đội tuyển quốc gia. Tổng thư ký Lê Chí Trường chia sẻ. Trước đó, huấn luyện viên Trần Đình Tiến đã thẳng thắn chia sẻ rằng, đối với tôi, Quản Trọng Nghĩa là một trong những vận động viên đặc biệt quan trọng. Vị trí của Nghĩa đối với tôi rất cần bởi anh là vận động viên chủ công, chuyền một và vị trí hiện tại đang có khá ít người có thể đảm nhận tốt. Thời gian tới SEA Games còn rất ngắn. Nếu như sau khi kết thúc vòng bảng giải hạng A, Nghĩa mới tập trung thì quãng thời gian còn lại là rất ngắn. Tôi nghĩ là không đủ. Về phía Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng rất khó cho họ khi là đơn vị quản lý Quản Trọng Nghĩa và cũng tạo điều kiện cho cầu thủ này được đánh đầy đủ các giải trong năm, từ màu áo của Ninh Bình Liên Việt Postbank cho tới đội tuyển quốc gia, trong khi gần như chỉ sử dụng cầu thủ của mình ở giải hạng A. Việc tạo điều kiện cho cầu thủ rõ ràng phải hài hòa với lợi ích của câu lạc bộ. Như vậy, nhiều khả năng Quản Trọng Nghĩa sẽ phải di chuyển liên tục chạy xô giữa Ninh Bình và Thái Nguyên, vừa tập huấn cùng đội tuyển và vừa thi đấu giải hạng A. Dẫu sao, đây cũng là phương án tốt nhất vào lúc này.